hơn 35 toàn tâm toàn ý cho một mục tiêu. Tiền thân của doanh nghiệp tư nhân Cỏ Mây là tổ hợp tác sản xuất xà bông Thanh Bình, ra đời vào năm 1981 tại xã Tân Long, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp. Năm 1989, Cỏ Mây chuyển sang sản xuất kinh doanh lương thực, chính thức đổi tên thành doanh nghiệp tư nhân Cỏ Mây. Vượt qua những khó khăn trong thời kỳ đầu thành lập, trải qua hơn 30 năm xây dựng và phát triển, đến nay doanh nghiệp tư nhân Cỏ Mây đã ngày một lớn mạnh và trở thành một doanh nghiệp sản xuất đa ngành với nhiều sản phẩm đa dạng có chất lượng vượt trội. Thành quả có được ngày hôm nay, ngoài tinh thần dám nghĩ, dám làm, sự năng động sáng tạo trong điều hành và quản lý doanh nghiệp của ông Phạm Văn Bên, chủ doanh nghiệp, còn phải kể đến sự gắn bó đồng lòng của tập thể cán bộ công nhân viên cũng như sự trung tín của Cỏ Mây với khách hàng trong suốt hơn 3 thập kỷ qua. Hiện nay, ngoài lĩnh vực sản xuất lúa gạo, thương hiệu Cỏ Mây còn gắn liền với các sản phẩm thức ăn chăn nuôi và các sản phẩm bao bì nhựa. Khởi nghiệp và trưởng thành từ trong gian khó, cho nên trong suốt quá trình phát triển của mình, Cỏ Mây không đặt mục tiêu tạo nên danh hiệu cho doanh nghiệp mà chỉ toàn tâm tạo ra những sản phẩm giá trị cho cuộc sống và mang lại những lợi ích thiết thực cho cộng đồng. Sau khi chấm dứt việc sản xuất xà bông vào năm 1990, Cỏ Mây tập trung vào lĩnh vực kinh doanh và chế biến lương thực với mục đích phục vụ cho nhu cầu nội địa và xuất khẩu. Đây là hoạt động được doanh nghiệp thực hiện từ năm 1988. Từ những thành quả bước đầu cùng sự tín nhiệm ngày càng cao của khách hàng, năm 2012, doanh nghiệp tư nhân Cỏ Mây đã mở rộng hoạt động chế biến lương thực với một nhà máy công suất 80.000 tấn một năm tại huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp nhằm nâng cao năng lực sản xuất, đáp ứng hiệu quả cho nhu cầu của thị trường. Với việc mở rộng đầu tư và đổi mới công nghệ hiện đại tiên tiến của Nhật Bản, Cỏ Mây đã mang đến cho người tiêu dùng những sản phẩm gạo chất lượng và an toàn nhất. Các sản phẩm gạo của Cỏ Mây đều tuân thủ nghiêm ngặt các chuẩn mực về quản lý chất lượng và an toàn vệ sinh thực phẩm. Hiện nay, nhà máy lương thực Cỏ Mây đang cung cấp ra thị trường chủ yếu là các dòng sản phẩm gạo trung và cao cấp với chất lượng ổn định và giá thành phù hợp. Các sản phẩm gạo của Cỏ Mây không chỉ được khách hàng trong và ngoài nước ưa chuộng đánh giá cao mà còn có thể cạnh tranh được với các nhà sản xuất khác trong khu vực. Với định hướng phát triển cân bằng và ổn định, không dừng lại ở một lĩnh vực sản xuất lương thực, ban lãnh đạo Cỏ Mây đã có những chiến lược đầu tư, mở rộng sản xuất, tiếp cận các sản phẩm mới dựa trên những lợi thế so sánh nhằm nâng cao năng lực hoạt động và đáp ứng tốt cho nhu cầu của thị trường. Sau hơn 30 năm xây dựng và phát triển, thì cái thành tựu nổi bật nhất cũng là cái mà những người làm điều hành như chúng tôi hài lòng nhất. Đó là cái lòng tin trong lòng người tiêu dùng, cái lòng tin của khách hàng và đồng thời là cái chất lượng sản phẩm của chúng tôi vừa đạt được cái chất lượng cao, vừa tạo được cái sự ổn định trong cái quá trình mà hoạt động sản xuất kinh doanh. Để mà đạt được những cái thành tích như vậy thì đôi khi nó là một cái thử thách, phải nói là nó không hề nhỏ đối với những người điều hành doanh nghiệp như chúng tôi, vì cái áp lực của lãi lỗ, cái giá của chất lượng và cái giá của lòng tin là không hề nhỏ. Và đôi khi cần phải có một cái sự kiên định rất lớn, cái quyết tâm rất lớn của những người lãnh đạo doanh nghiệp thì mới mong mà đưa cái Cỏ Mây qua những cái khó khăn thách thức theo thời gian, và chúng tôi đã đạt được những cái ổn định như ngày hôm nay. Những năm đầu thế kỷ 21, khi những người nông dân đồng bằng sông Cửu Long đã ươm giống nhân tạo, chăn nuôi thành công con cá tra và xuất khẩu sản phẩm này ra nhiều nước trên thế giới, nắm bắt được tiềm năng trong lĩnh vực thủy sản, Cỏ Mây đã đầu tư một nhà máy chế biến thức ăn thủy sản công nghiệp, công suất 120.000 tấn mỗi năm tại khu công nghiệp Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp, với dây chuyền sản xuất ngoại nhập, đáp ứng được nhu cầu chăn nuôi thủy sản công nghiệp với hiệu quả cao. Năm 2012, Cỏ Mây tiếp tục đầu tư thêm một nhà máy chế biến thức ăn thủy sản với công suất 300.000 tấn mỗi năm và mở rộng sang lĩnh vực sản xuất thức ăn cho cá lóc và các loại cá có vây tại khu công nghiệp Sông Hậu, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp. Đặc biệt, các sản phẩm thức ăn thủy sản của Cỏ Mây được sản xuất từ những nguyên liệu chọn lọc, đảm bảo chất lượng, công thức, thành phần dinh dưỡng tối ưu, đa dạng về kích cỡ và độ đạm, phù hợp với các loại cá da trơn, cá có vảy và từng giai đoạn phát triển của cá, mang lại năng suất và hiệu quả cho người nông dân. Sản phẩm của công ty Cỏ Mây thì qua quá trình nuôi nhiều năm
rồi kết hợp lại cũng nhiều anh em nuôi của thức ăn của cỏ mai, cho nên đúc kết lại nó chất lượng nó rất là ổn định và đồng đều. Cá bây giờ nuôi thì bình quân coi như có những coi như khoảng là 8 tháng đến 9 tháng cho một vụ. Năm 2013, Cỏ Mây lại tiếp tục đầu tư xây dựng một nhà máy sản xuất bao bì nhựa tại huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp với công suất ban đầu là 15 triệu sản phẩm mỗi năm, sử dụng công nghệ được chuyển giao từ Đài Loan. Với công nghệ, máy móc thiết bị hiện đại, đội ngũ công nhân chuyên nghiệp, dây chuyền sản xuất khép kín, kiểm soát tốt chất lượng trong các khâu, nguyên liệu chọn lọc, Cỏ Mây đã tạo ra những sản phẩm bao bì chất lượng, bền, bảo vệ tốt cho sản phẩm, mang tính thẩm mỹ và chuyên nghiệp cao, đáp ứng mọi nhu cầu về kiểu dáng, chất liệu của doanh nghiệp và người tiêu dùng. Hiện nay, ngoài lĩnh vực sản xuất và chế biến lúa gạo, thức ăn thủy sản, bao bì nhựa, Cỏ Mây còn ghi dấu ấn của mình trong lĩnh vực sản xuất và chế biến thức ăn gia súc, gia cầm. Ở bất kỳ lĩnh vực nào, Cỏ Mây cũng nỗ lực để mang đến cho người tiêu dùng các sản phẩm có chất lượng vượt trội vì lợi ích và sự phát triển của khách hàng. Nhà máy chế biến thức ăn chăn nuôi Cỏ Mây tọa lạc tại khu công nghiệp Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp với quy mô lớn, trang thiết bị sản xuất hiện đại, đảm bảo cung cấp cho thị trường các sản phẩm thức ăn chăn nuôi có giá trị ưu việt, giàu dinh dưỡng, đáp ứng hiệu quả cho nhu cầu của người chăn nuôi. Song song với hoạt động sản xuất, phát triển nâng cao chất lượng sản phẩm và mở rộng thị trường, Cỏ Mây còn thường xuyên quan tâm, chăm lo đến đời sống của người lao động, cũng như thể hiện trách nhiệm với cộng đồng bằng các việc làm cùng nhiều hoạt động ý nghĩa. Cái phương châm của Cỏ Mây xuyên suốt hơn 30 năm qua và trong thời gian sắp tới vẫn là xác định cho rõ là mọi sản phẩm của Cỏ Mây đều phải mang đến lợi ích cho người tiêu dùng. Đó là vấn đề bên ngoài. Đối với Cỏ Mây thì con người và văn hóa là những cái yếu tố quan trọng và nó mang tính chất quyết định đến sự sống còn cũng như là đến cái khả năng phát triển của Cỏ Mây cho tương lai. Có thể nói, với chính sách phát triển bền vững lâu dài của ban lãnh đạo, cùng sự nỗ lực gắn bó đoàn kết của đội ngũ nhân viên và khát vọng mang tới những điều tốt đẹp nhất cho khách hàng, Cỏ Mây đã tạo nên một bản sắc riêng trong quá trình xây dựng thương hiệu và chinh phục các khách hàng. Công ty Cỏ Mây máy móc thì hiện đại. Công ty Cỏ Mây mà đứng vững trên thị trường là nhà chăn nuôi phân phối ai cũng thích. Nhiều năm liền, doanh nghiệp tư nhân Cỏ Mây được trao tặng giải sao vàng đất Việt, sao đỏ, hàng Việt Nam chất lượng cao, danh hiệu chất lượng vàng thủy sản Việt Nam, doanh nhân doanh nghiệp tiêu biểu cấp khu vực, cấp tỉnh, cùng với nhiều giải thưởng có giá trị khác. Trải qua hơn 30 năm trưởng thành và phát triển, 30 năm, một chặng đường tuy chưa phải là dài đối với một thương hiệu, nhưng cũng đủ để minh chứng cho sự lớn mạnh, bền vững của thương hiệu Cỏ Mây trên thị trường. Cái định hướng phát triển của Cỏ Mây trong thời gian sắp tới là tập trung vào cái yếu tố về con người. Chúng tôi quan niệm rằng phải có những con người tốt thì mình mới tạo ra được những cái sản phẩm tốt. Và cái vấn đề thứ hai quan trọng hơn là vấn đề về văn hóa. Chúng tôi cũng xác định rõ rằng văn hóa ở Cỏ Mây là cái văn hóa mọi người đều phải được tôn trọng, từ bên trong nội bộ cho tới bên ngoài đối với những đối tác. Văn hóa của Cỏ Mây nó đôi khi nó chỉ đơn giản là chúng tôi thực hiện đúng những gì mình nói, và thậm chí là đến đúng giờ. Trong những cái cuộc hẹn mình phải đến đúng giờ, trong những cái cuộc là giao dịch thương mại mình thanh toán cũng đúng thời điểm. Nói chung là mình phải làm, phải thực hiện những cái gì mà mình nói phải cho nó chính xác. Đó là cái văn hóa Cỏ Mây đã, đang và chúng tôi sẽ xây dựng dài về sau. Trên nền tảng kinh nghiệm cùng những thành tựu có được sau hơn 30 năm phấn đấu với sự toàn tâm toàn ý cho một mục tiêu chất lượng thay lời nói, doanh nghiệp tư nhân Cỏ Mây sẽ tiếp tục phát triển lớn mạnh và chinh phục những đỉnh cao mới, đồng thời hướng đến một tương lai bền vững cho cộng đồng.